Xin hãy kính chào tất cả các bạn đến với Thế Giới Điện Thoại Của Lăng. Và hôm nay em sẽ nói về vấn đề làm sạc cho điện thoại Nokia 8800 Sirocco. Và em có thể làm sạc từ chu nhỏ thành chu lớn và chu lớn thành chu nhỏ. Và các bạn nào có nhu cầu muốn thay đổi sang sạc điện thoại của mình cho nó dễ sạc thì cứ liên hệ đến Thế Giới Điện Thoại bên Của Lăng để được xử lý. Và từ chu nhỏ thành chu lớn và từ chu lớn thành nhỏ cho điện thoại Nokia 8800 Sirocco, cũng như Nokia cũng vậy, từ chu nhỏ thành chu lớn và từ chu lớn thành chu nhỏ, từ chu lớn thành chu nhỏ. Ok. Và các bạn nào có nhu cầu về vấn đề xử lý sạc điện thoại Nokia 8800 Sirocco, hoặc là bất kỳ nhu cầu về điện thoại Nokia 8800 Anakin Sirocco, hoặc là mua bất kỳ sản phẩm điện thoại nào, hoặc là mua bất kỳ sản phẩm đồ cổ nào, thì cũng liên hệ đến Thế Giới Điện Thoại Của Lăng và gọi theo số hotline là 028 36 113 113, hoặc cặp số điện thoại di động có cả Zalo và Facebook là 0926500745 và 0901507507. Xin hãy kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo, những buổi tư vấn hỗ trợ thư kinh nghiệm về chơi điện thoại và đồ cổ, những buổi giao lưu đi giá cùng tất cả anh em mọi miền tổ quốc tại Thế Giới Điện Thoại Của Lăng để săn những sản phẩm siêu độc siêu hiếm siêu chất và chỉ có tại duy nhất Thế Giới Điện Thoại Của Lăng.